kìa khói mà ăn đi kìa mưa đó bé nào đi đúng đêm đi một đông hoài một đêm đi lòng vui xin đi hát bài ca chào
vắng tai nghe tiếng hát đâu đây, tiếng hát hậu phương theo gió ngàn bay tới. Người chiến sĩ hậu cần có phải nghe tiếng hát em mà rạo rực niềm đến từng chiếc kim khâu. Anh biết nơi em đã vượt qua bao đèo thẳm vực sâu, đến tận tay anh những người chiến sĩ. Anh biết nơi em tất cả vì đồng chí, mà chưa biết có những ai vất vả đêm ngày. Hãy hát anh nghe để anh chắc súng đêm nay. Gian nan quân lương cùng với quân
bài ca, một tấm lòng điểm sao hồ hết cả vườn hồng đầy. Nối chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương và top nữ nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam với bài hát văn Cảm Xúc Cùng Dân Ca do soạn giả Nguyễn Thị Hà viết lời. Tiếng hát dân ca trăm thương ngàn mến, nồng ấm diệu kỳ bay đến muôn nơi. Dân ca sâu nặng tình đời, từ trong nguồn cội đất trời, đất trời Việt Nam. Từ
thủa xa xăm cất lên niềm, từ thủa xa xăm lời ru tiếng hát tháng năm trong ngần này. Thanh thoát thanh trầm nhặt khoan, thanh thoát thanh trầm thì thầm như dục thơ ngâm cung đàn. Sáu mươi năm vượt thời gian, lướt trên sóng cả gió ngàn đàn bom. Sóng dân ca mãi trường nghi tồn trong lòng, dân mi tộc cột hồn cha ông thành công. Thành công thỏa những ước mong. Thành công thỏa những ước mong của bao thế hệ nặng lòng lo toan. Sớm ơi à, khuya sớm khuya chia sẻ ơi à, kết đoàn sớm khuya chia sẻ kết đoàn. Chia sẻ kết ni đoàn nâng niu, gìn mì giữ tiếng đàn lời ca. Mến ơi à, yêu mến yêu thính giả ơi à, gần nề xa mến yêu thính giả gần xa. Chờ sóng đi phát dần ca mỗi ngày càng yêu soạn giả mê say.
chương trình lưu giữ hồn Việt đi. Đất nước mình ngàn năm, đất nước mình ngàn năm. Xin cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương và top nữ nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam với bài hát văn Cảm Xúc Cùng Dân Ca. Tiếng Nói Việt Nam đã tạo nên một không khí lễ hội rộn ràng của chương trình hôm nay. Xin quý vị nổ một tràng pháo tay nữa được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cô mình sẵn, thấy anh chàng ơi, sẵn có biết hay không, sẵn có nhớ
biết người là người có duyên. Tình tình ta là đang tính tình với cô mình rằng. Ấy anh chàng ơi, rằng có biết biết hay không, rằng có nhớ nhớ hay không. Biết ai mà nhỉ, lâu la quan lập nếu mà thiếu chăn nhỉ. Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Hoàng Tùng sẽ gửi tới chúng ta bài ca cải lương Yêu Câu Vọng Cổ Quê Nhà do soạn giả Hữu Trang viết lời. Mời quý vị cùng thưởng thức. Bạn yêu khúc hát dân ca tôi yêu âm điệu thiết tha quê mình câu giọng cổ đậm nghĩa tình nhịp cầu tri ngộ bạn mình quen nhau trôi lên khúc nhạc lần đầu ta biết nhau có hát quê mình sâu đậm nghĩa tình dù mai xa
bạn ơi hãy cất cao lời ca tiếng hát. Câu hát quê hương đậm tình xứ sở, dù ở nơi đâu cũng thương nhớ quê nhà.
và tôi hãy cùng nhau gìn giữ tài sản tinh thần vô giá của ông cha, để cuộc đời vang mãi những lời ca kết trái đơm hoa trong vườn nghệ thuật. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếng hát của hai nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải và Thúy Hường với bài dân ca quan họ lời cổ Em là con gái Bắc Ninh. Đôi tay thành vui thảo
xin chờ. Ơ là anh hai ơi, ơ là anh ba ơi, cái chút tình riêng đi chăm em xin đợi, nhìn em xin chờ. Ôi à, ôi à, là chờ từ đây. Xin cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường và nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe một giọng hát đã vô cùng quen thuộc trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài. Và bà sẽ gửi tới chúng ta bài hát sầm Có Nhớ Quê Chăng, một tác phẩm do soạn giả Dân Huyền viết lời.